Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn bộ cần câu lục ra bờ, bộ cần của Đai Hoa. Bạn về chỉ việc câu luôn thôi, chọn bộ luôn các bạn nhé, chọn bộ bạn về câu luôn, gồm máy, cần, cước, lưỡi, chì, lưỡi và phao. Chọn bộ cho bạn này. Bộ này câu tì các bạn. Đây là phao này. Chân đồng. Rất đẹp. Tiếp đến là cước ion combo. Tải 11,9 cân. Dây floor carbon. Dây linh, dây cước linh. Tiếp đến là lưỡi tứ 12 xoài cao, đang đánh rất thấy rất ổn định. Giới thiệu và ghé bộ cho các bạn câu. Đang rất đẹp các bạn. Chọn bộ về các bạn câu luôn, tứ 12. Khóa chạy phao. Đây, khóa chạy phao. Đây là kìm đa năng, kìm gỡ cá và cắt dây cũng được các bạn. Tiếp đến là máy. Máy Crosscut 5000 của Đai Hoa sản xuất. Đây, ở Đai Hoa Việt Nam sản xuất. Đây qua. Tem của Đai Hoa Việt Nam. Cước ion combo là 600m các bạn. Bạn vào còn bao nhiêu bạn để dự phòng. Vào lô. Cuối nông. Đây cuối nông. Quả đây qua. Máy. Tiếp đến là cần Plasut T3 dòng chữ đỏ này.
Hiền bát Fuji. Plasut T3 chữ đỏ 4025. Câu bia. Xong rồi được nhập khẩu bởi Daiwa Việt Nam. Đấy, tem của Daiwa Việt Nam. Và hôm nay xuất Nhật câu bờ biển Nhật đấy các bạn. Việt Nam nhập khẩu quả Daiwa China. Đầu ba lô định bị khoen các bạn, định bị khoen màu bạc nhưng hơi đá màu đồng tí các bạn. Rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn chọn bộ cần câu lục xa bờ. Đấy, gồm đầy đủ hết cước lưỡi, phao, cước linh và khóa linh, khóa chạy phao, hạt chặn, may, kìm gỡ cá. Đầy đủ các bạn về giáp và câu luôn thôi. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.